Chớ nghĩ, ăn uống, chớ tưởng ngày đêm, chớ sợ lạnh nóng đối với pháp nội ngoại, tâm chớ tán loạn. Khi đi chẳng được ngoái nhìn hai bên, chớ ngó trước sau trên dưới, bốn phía, chớ phá oai nghi, chớ hoại thân tướng, chớ động sắc, chớ động thọ tưởng hành thức, chớ động nhãn xứ, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chớ động sắc xứ, chớ động thanh hương vị xúc pháp xứ, chớ động nhãn giới, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chớ động sắc giới, chớ động thanh hương vị xúc pháp giới, chớ động nhãn thức giới, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chớ động nhãn xúc, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chớ động các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chớ động các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chớ động địa giới, chớ động thủy hỏa phong không thức giới, chớ động nhân duyên, chớ động đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chớ động các pháp từ duyên sanh ra, chớ động vô minh, chớ động hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chớ động bố thí ba la mật đa, chớ động tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chớ động bốn niệm trụ, chớ động bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chớ động pháp không nội, chớ động pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chớ động chân như, chớ động pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chớ động thánh đế khổ, chớ động thánh đế tập diệt đạo, chớ động bốn tịnh lượng, chớ động bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chớ động tám giải thoát, chớ động tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chớ động tất cả pháp môn đà la ni, chớ động tất cả pháp môn tam ma địa, chớ động pháp môn giải thoát không, chớ động pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chớ động bậc cực hỷ, chớ động bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chớ động năm loại mắt, chớ động sáu phép thần thông, chớ động mười lực Phật, chớ động bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chớ động pháp không quên mất, chớ động tánh luôn luôn xả, chớ động trí nhất thiết, chớ động trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chớ động quả dự lưu, chớ động quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, chớ động hạnh đại bồ tát, chớ động quả vị giác ngộ cao tột, chớ động pháp thế gian, chớ động pháp xuất thế gian, chớ động pháp hữu lậu, chớ động pháp vô lậu, chớ động pháp hữu vi, chớ động pháp vô vi. Vì sao, này thiện nam tử? Vì nếu đối với các pháp có sự động, thì đối với Phật Pháp chẳng có thể an trụ. Nếu đối với Phật Pháp chẳng có thể an trụ, thì sẽ luân hồi sanh tử trong các thú. Nếu luân hồi sanh tử trong các thú, thì chẳng có thể đắc bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Thường Đà nghe tiếng ân cần khuyên bảo trong hư không, hoan hỉ nhảy nhót khen chưa từng có, chắp tay cung kính đáp lại tiếng trên không. Như lời vừa nói, tôi sẽ nghe theo. Vì sao? Vì tôi muốn sẽ vì tất cả hữu tình làm ánh sáng lớn, tôi muốn sẽ tập hợp tất cả pháp thủ thắng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, tôi muốn sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy tiếng trong hư không lại nói với Đại Bồ Tát Thường Đà, hay thay thiện nam tử, ngươi sẽ đối với pháp sâu xa, không vô tướng vô nguyện nên sanh tin hiểu. Ngươi nên dùng tâm lìa tất cả tướng mà cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa. Ngươi nên dùng tâm lìa tướng ngã và hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khỏi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết cái thấy mà cầu bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện nam tử, ngươi đối với các bạn ác nên phương tiện xa lìa, đối với các bạn lành nên thân cận cúng dường. Nếu có thể vì ngươi khéo léo nói pháp bảo tịnh, không vô tướng vô nguyện, vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, và có thể vì ngươi thị hiện dạy bảo dẫn dắt, khen ngợi chúc mừng trí nhất thiết trí, thì đó là bạn lành.
Thiện nam tử, nếu người làm như thế, thì chẳng bao lâu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc nghe từ trong kinh điển, hoặc nghe từ Bồ Tát, nơi nào mà ngươi được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nên ở nơi ấy khỏi tưởng đại sư, ngươi phải biết ơn, nghĩ sẽ báo đáp. Thiện nam tử, ngươi nên nghĩ thế này, nơi mà ta theo nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là thiện hữu chân thật tối thắng của ta, vì ta theo họ nghe pháp vi diệu ấy nên đối với quả vị giác ngộ cao tột mau được bất thối chuyển, ta do vị ấy mà được gần Như Lai ứng chánh đẳng giác, thường sanh vào cõi nước nghiêm tịnh của chư Phật, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp trồng các cội đức, xa lìa bận rộn đầy đủ nhàn nhã, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng. Ngươi nên tư duy suy lường quan sát các công đức thắng lợi như thế. Bồ Tát Pháp Sư thường vì ngươi mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Ngươi thường nên cung kính phụng sự tưởng như chư Phật. Thiện nam tử, ngươi chớ mang tâm lợi lộc danh dự thế tục mà theo Pháp Sư, chỉ vì ái trọng cung kính cúng dường Pháp Vô Thượng mà theo Pháp Sư. Thiện nam tử, ngươi phải biết ma sự, nghĩa là có ác ma vì phá hoại chánh pháp và pháp sư, dùng cảnh sắc thanh hương vị xúc tuyệt diệu ân cần dâng hiến, khi ấy pháp sư phương tiện thiện xảo vì muốn điều phục ác ma kia, khiến các hữu tình gieo trồng thiện căn nên thị hiện đồng sự với thế gian, tuy nhận sự dâng hiến kia nhưng không nhiễm trước. Đối với việc này ngươi chớ sanh uế tưởng, mà nên nghĩ thế này: ta chưa có thể biết phương tiện thiện xảo của Bồ Tát thuyết pháp, vị pháp sư thuyết pháp này khéo biết phương tiện vì muốn điều phục hữu tình ương ngạnh, muốn khiến hữu tình trồng các cội đức, hạ thấp mình xuống đồng với thế sự, hiện thọ các dục, nhưng Bồ Tát này chẳng chấp pháp tướng, không chấp chướng ngại,